Chào mừng quý thầy cô trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Đây là kênh dạy học miễn phí luôn hướng đến các giá trị của phương pháp dạy học hiện đại nhằm hỗ trợ cho giáo viên sử dụng hình vẽ trong dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin. Lời giới thiệu giúp giáo viên sử dụng nội dung giáo án dạy và thư viện hình vẽ 3D trực quan có thể nói đầy đủ nhất hiện nay trong chương trình dạy hình học lớp 11 và 12 cả hai ban cơ bản và nâng cao, được thiết kế chi tiết trong từng công đoạn để hoàn thành một bài giảng sinh động. Trong các bài dạy, tôi đã vẽ xong các hình theo một thứ tự nào đó của mình và đi theo trình tự từng bài theo sách giáo khoa của Bộ Giáo dục. Trước khi lên lớp, quý thầy cô xem bài giảng tương ứng để tham khảo ý tưởng và từ đó lựa chọn phần mình cần trên video để hoàn thiện bài dạy kết hợp công nghệ thông tin cho riêng mình, kết nối wifi trực tiếp đến máy tính, sau đó mở phần hình cần dạy, thủ thuật dừng hình và tua lại hình để giảng bài theo ý của mình. Tôi cảm ơn quý thầy cô cùng chia sẻ với đồng nghiệp học sinh. Nội dung thư viện hôm nay gồm có nội dung của bài số 2 mặt cầu, gồm mục 1 là nội dung giáo án của mục 1 lớn và thư viện dạy mục 1 lớn. Bây giờ trở đi, mặc định video im lặng để quý thầy cô tham khảo bài giảng dạy. Chúc quý thầy cô giảng dạy thành công.